ra đâu có phải là mình cho độc quyền Trung Quốc sang thuê cái khu đấy đâu. Tất cả chưa chắc đã phải là cái số nhiều của Trung Quốc, của người Tây, cho nên chúng nó mới xui người ta biểu tình như thế. Chứ còn nếu mà của riêng Trung Quốc là chúng nó im re, đúng không? Chẳng có đứa nào nó nói gì đâu. Sao nên giờ mời không được quân tuyến Nguyễn. Chắc cái phone này nó bị vậy đấy. Nên sử dụng cái iPad thì nó better hơn. Chào cả nhà. Thế cho nên là các bạn phải, mọi người phải hiểu biết là như vậy. Nên sả nói đơn giản như ở bên này đấy, nên sả đã nói là thu gói gọn lại giống như một cái gia đình mình đi, đúng không? Khi mà gia đình mình cái kinh tế nó như thế nào, mình có khả năng để mình phát triển ra thì đương nhiên mình phải làm rồi. Chẳng hạn như là người ta có nhà có phòng rộng thì người ta ngăn ra, người ta cho người khác vào thuê ở đây, đó là một cái cách kiếm tiền đó, kinh tế đó, chứ gì nữa. Nó thu gọn lại trong một cái gia đình thôi đó. Bây giờ người ở hải ngoại hầu như làm những cái chuyện như vậy đó. Người ta xây giống như là chỗ mình ở đấy này, chẳng hạn như thế này chẳng hạn, người ta có thể làm được một cái nhà, người ta thuê thuê ở hơn 100 đồng một người, cho một người thuê là hơn 100 đồng một tuần, một tháng được mấy trăm rồi, lại được tiền đúng không? Thế rồi nhưng ở Việt Nam ấy, bây giờ những cái khu đất đó nó trống rỗng à, để làm cái gì? Để làm cái gì thì người ta cho vào thuê để cho những cái người kia, người ta mở hãng, mở xưởng, mở công ty, hay là mở nhà hàng, hay là mở cái gì giống như là một cái Chinatown, hay là một cái Australian Town, Úc Town ấy. Nên tất cả những cái nước nó vào đấy nó đầu tư, tại vì cái bây giờ về Việt Nam du lịch rất là rẻ, đúng không? Rồi ấy, cái quang cảnh, cái cảnh đẹp ở Việt Nam rất là nhiều, rất là đẹp, cho nên rất là nhiều người Tây người ta thích về đó, thì người ta xây dựng lên những cái hotel, những cái nhà hàng, hay là những cái nơi sân chơi, hay là những cái gì đó. Tại vì cái giá tiền hiện giờ nó đang còn rẻ, cho nên rất là nhiều người người ta bỏ vốn vào đó, người ta đầu tư. Đầu tư thì dân Việt Nam mình có thêm công việc để làm, đúng không? Thì không phải đi ra nước ngoài để làm nữa, mà làm ngay tại trên cái đất nước của mình. Thế có phải sướng không? Đằng mẹ nào chúng nó cũng nói được. Đi ra ngoài làm thì chúng nó bảo là đi lao động, mà trong khi đó chúng nó sang đây chúng nó mấy chục năm rồi, chúng nó có phải đi lao động không? Đi rửa chân chết mẹ luôn còn nắm chuyện. Ai mà không phải làm, đi sang đâu mà không phải làm cho ai mà không phải làm, đúng không? Đi sang bên bên này mấy chục năm nay cái bọn ba que xỏ lá nó sang đây nó có làm không? Cũng phải đi đi làm công chứ, chúng nó đi sang đây một cái chúng nó làm chủ ngay ạ. Tại vì gia đình bây giờ còn ở Việt Nam, còn sống ở Việt Nam phải cần cuộc sống, phải cần công ăn việc làm. Cho nên Lisa phải là nói nên cái sự suy nghĩ của mình, và mọi người, những cái người sống ở hải ngoại thử suy nghĩ xem, đúng không? Lisa nói có đúng không? Những cái người ấy, người ta tại sao phải ngăn phòng, ngăn này ngăn kia ra để cho mướn làm cái gì? Xong này lại nói là chứ tại vì Trung Quốc nó sang, Trung Quốc đầy ở đây này. Mẹ bước chân ra khỏi cửa chỗ nào cũng có Trung Quốc ấy. Mà hầu như những cái tiệm bán ở ngoài kia đó, 10 cái tiệm thì phải 9 cái là của người Trung Quốc. Không phải của Trung Quốc thì cũng là người Việt gốc Hoa. Ok? Tại vì những cái người mà người ta, nhất là những cái người người ta bán những cái hàng tạp hóa, gạo, nước, mắm này kia các thứ hầm bà làng lung tung ấy, là nhập từ Trung Quốc vào, thì người ta phải biết nói tiếng Trung Quốc thì người ta mới làm được những cái đấy. Cho nên cái dân Trung Quốc ấy họ họ rất là giỏi về đầu tư làm ăn, phải lên nhớ như thế, đúng không? Đâu có phải đơn giản là cứ cứ cho người ta vào là người ta lấy nước của mình. Nó ngu chưa từng thấy mà mình nghe thấy mình không thể chịu được. Nó không hiểu gì về kể cả bên sống, đang sống ở bên này, chúng nó không hiểu gì về buôn bán hay làm ăn hay gì. Ở Việt Nam rất là dễ, chứ còn ở bên này muốn mở một cái tiệm cà phê không thôi cũng phải có mấy trăm ngàn đồng tiền vốn, rồi làm học xì dầu ra,
có đi thì đi còn không có thời gian mà đi nữa. Lời thì lời nhiều lắm đấy, nhưng mà hầu như người ta lấy công làm lời thôi. Đứa bạn thì sao làm đến mức độ mà hỏi nó, ê mày cực cái này, mày có thời gian để đi vệ sinh không? Nó là nhiều khi á về nói với khách hàng là chứ mày, mày chờ tao một tí, tao 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 đang dán cái đồ nó bị cháy, nó vào nó đi một nửa cục thôi, xong rồi nó đi ra. Đấy là chuyện thật đấy mọi người, đâu có phải làm ăn ở bên này làm chủ rất là cực khổ đó. Trừ khi người ta làm chủ thật là lớn thì người ta có nhân viên rồi lại phải nhìn những cái nhân viên đó rồi xem nó làm ăn như thế nào, đúng không? Nếu mà làm mà không đối xử với nhân viên không đàng hoàng ấy, nó chơi chủ rất là dễ, đúng không? Chỉ cần ở bên này chỉ cần đi ra service nó nói chuyện với lại khách hàng mà cái mặt cứ cưng cưng lên thì lần sau khách hàng nó đâu có thèm vào nữa, đúng không? Thế là chủ lại phải chiều những cái nhân viên đó, rồi cứ xưng mày xưng mặt lên, nó có ngày nó cho một cái gì vào trong cái nồi canh, nồi súp hay nồi gì rồi khách ăn độc chết mẹ nó hết. Cho nên ở đây nó không đơn giản như là mọi người nghĩ đâu, làm ăn rất là khổ. Những cái người chủ ấy, có tiền thì rất là có tiền thật đấy, nhưng mà đau đầu lắm, cái gì nó cũng có cái giá của nó cả.